Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 4 tháng 2, mời quý vị theo dõi một số diễn biến tại Canada và trên thế giới sau đây. GoFundMe được yêu cầu điều trần tại Quốc hội về số tiền huy động được của đoàn xe tải. Cảnh sát Toronto thông báo kế hoạch đóng cửa các con đường trước khả năng đoàn xe tải biểu tình ở thành phố Toronto. Các ngành thủy sản ở Đại Tây Dương Canada tăng mạnh vào năm 2021. Giá nhà có thể giảm 20% khi cơn sốt được phỏng đoán là qua đi. Tỉnh Alberta tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách trở thành điểm đến của tiền điện tử. Quyết định của Canada đưa hơn 400.000 người nhập cư vào năm 2021 đã phải trả một giá đắt. Bác sĩ hàng đầu cho biết hệ thống chứng chỉ vaccine COVID-19 ở tỉnh Ontario sẽ sớm được đánh giá lại. Trên thế giới, một nhà khoa học cấp cao cho biết thế giới đang đối mặt với sự chuyển đổi COVID-19 gập ghềnh và khó khăn. Hoa Kỳ cảnh báo các công ty Trung Quốc không nên giúp Nga chống lại sự trừng phạt tiềm tàng liên quan Ukraine. Trong căng thẳng Ukraine, thì Trung Quốc muốn gì từ cuộc khủng hoảng giữa Kiev và Moscow? Tesla thu hồi hơn 800.000 xe vì sự cố chuông dây an toàn. Các nhà thiên văn đã tìm thấy một tiểu hành tinh mới chia sẻ quỹ đạo trái đất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. GoFundMe bị yêu cầu điều trần tại Quốc hội về số tiền huy động được của đoàn xe tải. Một ủy ban Quốc hội kêu gọi các đại diện của GoFundMe làm chứng về cách họ bảo đảm rằng số tiền huy động được trên nền tảng của họ không được sử dụng để kích động sự thù địch, chẳng hạn như chủ nghĩa chống Do Thái và quyền tối cao của người da trắng, White Supremacy. GoFundMe, trang web huy động vốn cộng đồng, đã được sử dụng để quyên góp hơn 10 triệu đô la để hỗ trợ cho những người biểu tình chống lại các quy định bắt buộc tiêm vaccine. Hôm thứ Tư, GoFundMe cho biết họ đang tạm dừng và xem xét chiến dịch gây quỹ để đảm bảo nó tuân thủ các điều khoản dịch vụ. Trong đó, quy định số tiền quyên góp được không được sử dụng để hỗ trợ cho các hành vi thù địch, bạo lực, quấy rối và bắt nạt, cùng với các hành vi khác chống đối xã hội. Ông McGregor cho rằng ông đưa ra kiến nghị điều trần là vì lo ngại trước tuyên bố của cảnh sát Ottawa ngày hôm trước nói rằng một phần tử quan trọng từ Hoa Kỳ đã tham gia tài trợ cho cuộc biểu tình của Canada. Và ông nói rằng các nghị sĩ Canada cần GoFundMe kiểm tra kỹ hơn về tính chất ẩn danh của các nhà tài trợ, đặc biệt là nếu họ ở nước ngoài. Thị trưởng Ottawa gọi các nghị sĩ của đảng bảo thủ ủng hộ cuộc biểu tình là một sỉ nhục tuyệt đối. Thị trưởng Ottawa đang kêu gọi một số nghị sĩ của đảng bảo thủ và một số nghị sĩ từ Saskatchewan xin lỗi vì đã ca ngợi cuộc biểu tình chống lại quy định vaccine đã khiến cho khu trung tâm của thủ đô bế tắc trong gần một tuần. Một bức ảnh cho thấy các nghị sĩ Warren Stiley, Kevin Waugh, Andrew Scheer, Fraser Tomey, Rosemary Fox và thượng nghị sĩ Dennis Bader đang cười rất tươi và giơ ngón tay ủng hộ trước một trong những chiếc xe tải tham gia biểu tình đang làm cản đường, bấm đèn in ỏi trong thành phố gần như không ngưng nghỉ kể từ thứ Bảy. Trên Twitter, ông Waugh cho biết một số thành viên hợp kín của Saskatchewan đã thể hiện sự đánh giá cao của họ đối với những người lái xe tải chăm chỉ, yêu nước, những người đã giữ cho chuỗi cung ứng của chúng ta hoạt động tốt và các kệ hàng tạp hóa được dự trữ trong 2 năm qua. Thị trưởng Jim Watson đã trả lời trên Twitter bằng cách gọi hành động này là sự sỉ nhục tuyệt đối và nói rằng cư dân đã bị quấy rối và những người biểu tình và các doanh nghiệp đã bị buộc phải đóng cửa. Cảnh sát ước tính họ đã chi hơn 3 triệu đô la để quản lý cuộc biểu tình và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Để so sánh, lễ kỷ niệm 150 năm của Canada trên đôi Quốc hội vào năm 2017 đã tiêu tốn của cảnh sát Ottawa khoảng 1,5 triệu đô la. Cảnh sát thông báo kế hoạch đóng cửa các con đường trước khả năng biểu tình ở Toronto. Các nhân viên y tế dọc theo khu bệnh viện ở Toronto trên con đường University Avenue được yêu cầu không mặc đồng phục hoặc là mang theo phụ kiện ngành nghề
vào cuối tuần này khi một số tài xế xe tải chống phát sinh dự định tổ chức một cuộc biểu tình tại Queen's Park. Cảnh sát cũng đang khuyến cáo hết sức thận trọng các nhân viên tại các bệnh viện, bao gồm Women's College, Mount Sinai và Sikhit, rằng họ nên tránh khu vực trung tâm vào cuối tuần này nếu họ không làm việc. Bệnh viện Women's College đã thông báo với nhân viên rằng trung tâm đánh giá COVID-19 của họ sẽ đóng cửa vào ngày thứ Bảy. Các phòng khám chăm sóc khẩn cấp và các phòng mạch gia đình gần đó cũng đóng cửa. Trong khi đó, bệnh viện Mount Sinai cũng đã thông báo với các nhân viên của họ cố gắng ăn mặc sao cho không trông giống như nhân viên y tế và che giấu cả ID vào cửa cho đến khi cần sử dụng nó với mục đích nhận dạng và đôi khi cần sử dụng để đi qua các trạm kiểm soát của cảnh sát. Được biết là an ninh bổ sung sẽ được thiết lập xung quanh các bệnh viện trong cuộc biểu tình của đoàn xe vì tự do dự kiến sẽ diễn ra ở Queen's Park bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy. Cảnh sát cũng nói rằng họ sẽ đóng cửa một số con đường vào cuối tuần này để bảo đảm việc tiếp cận bệnh viện không bị cản trở trong một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch của đoàn xe tải tại Queen's Park. Trong khi thông tin chi tiết về cuộc biểu tình còn hạn chế, các nhà tổ chức khuyến khích những người ủng hộ hãy tập trung tại một trong 7 điểm tụ họp trên toàn GTA trước khi khởi hành tới cơ quan lập pháp. Trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày thứ Năm, cảnh sát nói rằng họ đã nói chuyện với những người tổ chức biểu tình để hạn chế sự gián đoạn và sẽ có một sự hiện diện lớn của cảnh sát trong và xung quanh trung tâm của thành phố suốt cuối tuần này. Trong khi cảnh sát nói rằng họ đã có kế hoạch chắc chắn để duy trì trật tự và an toàn trong cuộc biểu tình cuối tuần này, một số quan chức đã bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra gián đoạn, bao gồm cả thị trưởng John Tory. Trong một tuyên bố của ngày thứ Năm, ông John Tory đã cảnh báo rằng thành phố phải làm mọi thứ để có thể tránh tình huống tương tự như ở Ottawa. Tại đó thì những người biểu tình đã đậu xe trái phép trên các con đường dẫn tới đồi quốc hội kể từ tuần trước và đã nói rằng họ không có ý định rời đi. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Tổng luật sư Sylvia Jones nói rằng tỉnh sẵn sàng hỗ trợ thêm cho cảnh sát Toronto nếu cần để đối phó với cuộc biểu tình. Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elliott đã phát biểu trên Twitter rằng trong khi biểu tình ôn hòa là một quyền dân chủ, khu vực gần Queen's Park là nơi có nhiều bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên biệt chất lượng cao cho bệnh nhân. Và việc đe dọa hoặc là cản trở bệnh nhân và nhân viên truy cập vào các địa điểm này là không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ, Bộ trưởng Y tế Elliott cảnh báo. Bà Candice Bergen là nhà lãnh đạo đảng bảo thủ lâm thời mới được bầu, cho biết bà đang tập trung mạnh mẽ vào việc củng cố phong trào bảo thủ. Bà được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời vào tối muộn thứ Tư sau khi ông Erin O'Toole bị lật đổ trước đó trong ngày tại cuộc họp kín của đảng. Bà nói, tôi đã sẵn sàng và đảng của chúng tôi cũng vậy. Trong vài tháng tới, tôi và các đồng nghiệp sẽ lắng nghe và hành động. Mục tiêu của tôi với tư cách là lãnh đạo lâm thời là củng cố phong trào của chúng tôi và để lại cho nhà lãnh đạo tiếp theo một đảng sẵn sàng chiến thắng. Bà nói trong tuyên bố chính thức đầu tiên của mình với tư cách là lãnh đạo lâm thời. Bà nghị sĩ Manitoba này đã từng làm phó lãnh đạo dưới thời ông O'Toole, làm bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội dưới thời Thủ tướng Stephen Harper và lãnh đạo Hạ viện đối lập dưới thời lãnh đạo lâm thời của Ronald Ambrose trước đó. Bà Bergen đã đánh bại 8 ứng cử viên khác để đạt được chức vụ này. Bà cảm ơn ông O'Toole và vợ của ông là Rebecca, cùng các con Molly và Jack, vì sự phục vụ của họ đối với đảng và đất nước. Bà Bergen đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ nhóm của bà khi bắt đầu giai đoạn câu hỏi vào thứ Năm, trước khi đưa ra một loạt câu hỏi tập trung vào chính phủ. Bà đã nhân cơ hội này để hỏi đảng Tự Do nếu họ có kế hoạch giải quyết các cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài đồi quốc hội. Các đồn đoán đang tăng lên về việc ai sẽ ghi tên mình vào vị trí lãnh đạo thường trực của đảng bảo thủ. Nghị sĩ Ontario là Pierre Poilievre, nhà phê bình tài chính của đảng, đang được coi là một ứng cử viên hàng đầu, cũng như là nghị sĩ Alberta là Michelle Rambeau-Garner, người hiện là nhà phê bình tài nguyên thiên nhiên. Có những lời đồn rằng ông Peter MacKay, một cựu bộ trưởng nội các và là ứng cử viên trong cuộc đua lãnh đạo gần đây nhất, sẽ tham gia trở lại. Đây sẽ là cuộc đua giành vị trí lãnh đạo thứ ba của đảng kể từ năm 2017. Chính phủ Ontario sẽ tiến hành kế hoạch cung cấp các lợi ích sức khỏe cho những người làm việc trong lĩnh vực bán lẻ,
những người mà làm việc theo hợp đồng tự do ngắn hạn, tức là gig workers, khách sạn và những người di chuyển giữa các công việc mà không có quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc chính phủ sẽ được bầu lại vào tháng 6 này. Bộ trưởng Lao động là ông Monte McNaughton thông báo vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 rằng chính phủ đang xem xét một động thái như vậy. Bây giờ thì ông dự định tiếp tục kế hoạch, mặc dù thông tin chi tiết về nó sẽ không có sẵn cho đến sau cuộc bầu cử cấp tỉnh tiếp theo vào ngày 2 tháng 6. Chính phủ sẽ thành lập một ban cố vấn để xem xét cách tốt nhất để quản lý chương trình mới. Điều đó có nghĩa là nhiều công nhân hơn có thể nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nha khoa và thị lực ngay cả khi họ thay đổi công việc. Mặc dù Bộ trưởng Lao động không thể cho biết chương trình sẽ được tài trợ như thế nào hoặc là chi phí là bao nhiêu cho người đóng thuế, người sử dụng lao động và người lao động. Ông McNaughton cho rằng gói phúc lợi mới này sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút nhân viên. Người dân Ontario sẽ không biết chi tiết về gói phúc lợi hoặc là mức phí mà người đóng thuế sẽ phải trả khi họ đi bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 6. Thưa quý vị, có cảnh báo tuyết và mưa đóng băng ở khu vực Maritimes. Điều kiện thời tiết sẽ xấu đi vào đêm thứ Năm và thứ Sáu của khu vực Maritimes khi hệ thống thời tiết trải dài di chuyển chậm từ phía Tây. New Brunswick và Prince Edward Island có thể thấy lượng tuyết rơi dày và đều đêm thứ Năm. Phần lớn Nova Scotia sẽ có mưa chuyển sang mưa đóng băng qua đêm, với một số trường hợp ngoại lệ ở bờ biển Đại Tây Dương và ở góc Tây Nam của tỉnh, nơi nhiệt độ có thể giữ ngay trên mức đóng băng. New Brunswick và Prince Edward Island sẽ vẫn ở phía lạnh hơn, có nhiều tuyết hơn vào thứ Sáu. Mặc dù một số mảng băng có thể lẫn vào đường bờ biển Vịnh Fundy và phía đông PEI. Nova Scotia thì có thể sẽ có thời tiết băng giá kéo dài từ thứ Sáu đến thứ Bảy, bao gồm mưa đóng băng và các tảng băng. Mưa đóng băng có thể kéo dài cho đến tối thứ Sáu đối với các cộng đồng ven biển của các quận như là Yarmouth, Shelburne và Queens, với nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn một chút ở đó. Tuyết nặng hơn sẽ tích tụ ở khu vực New Brunswick và PEI, trong khi Nova Scotia chuyển sang mưa cống vào tối thứ Năm và thứ Sáu. Trong các khu vực có tuyết nhiều, tổng lượng tuyết có thể đạt đến mức 30 cm, bao gồm các khu vực phía bắc của lục địa Nova Scotia và cao nguyên Cape Breton. Có thể có một khu vực tuyết rơi tổng cộng từ 30 đến 50 cm xuyên qua trung tâm New Brunswick. Về phía đông nam của tỉnh, đó là phần lớn khu vực PEI. Sự tích tụ băng ở Nova Scotia có thể lên tới vài millimeter. Tình trạng đường trơn trượt và mất điện do cây cối và đường dây điện bị đè nặng có thể xảy ra. Gió sẽ giật mạnh nhưng không mạnh gần bằng cơn bão cuối tuần qua. Một cơn gió nam, tây nam với sức gió từ 30 đến 50 km/h vào thứ Năm sẽ chuyển thành gió bắc, đông bắc. Với gió lên đến 50 km/h vào thứ Sáu, những cơn gió lớn có thể tạo ra những đợt tuyết thổi cho khu vực New Brunswick và PEI. Một sự kết hợp nhẹ hơn của tuyết, đá viên và mưa đóng băng có thể kéo dài ở các khu vực thuộc Đại Tây Dương của Nova Scotia vào sáng thứ Bảy trước khi trời quang đãng vào buổi chiều. Có thể dự kiến gió thổi cho khu vực New Brunswick và PEI vào sáng thứ Bảy. Các ngành thủy sản ở Đại Tây Dương Canada tăng mạnh vào năm 2021. Theo dữ liệu kinh tế được cung cấp cho CBC News từ Bộ Thủy sản và Đại Dương, gọi tắt là DFO, các loài hải sản kiếm được nhiều tiền ở Đại Tây Dương Canada đã tăng giá trị trong năm thứ hai của đại dịch. DFO đã công bố số lượng và giá trị 4 loại thủy sản đánh bắt tự nhiên chính, đó là tôm hùm, cua tuyết, sò biển và cá bơn. Các số liệu này là cho cả năm 2020 và 11 tháng của đầu năm 2021. Bộ cho biết số liệu này là sơ bộ và có một khoảng trống vì giá trị năm ngoái đối với tôm hùm, cá bơn và sò điệp tại vịnh St. Lawrence chưa được báo cáo. Nhưng tình hình chung của ngành công nghiệp thủy sản cho thấy dấu hiệu đi lên. Trong 11 tháng của đầu năm 2021, giá trị cua tuyết ở Newfoundland và Labrador đạt 612 triệu đô la, tăng 174% so với cả năm 2020. Tại vịnh St. Lawrence, lượng cua tuyết cập bến đã tăng gần gấp đôi, trị giá lên tới 310 triệu đô la. Ở Newfoundland và Labrador, giá trị của tôm hùm tại cầu cảng là 82 triệu đô la,
tăng 38 triệu đô la hay là 87%. Tại khu vực Maritime, bao gồm bờ biển Đại Tây Dương của Nova Scotia và New Brunswick, so đẹp biển vào năm 2021 trị giá 145 triệu đô la. Con số này tăng 18 triệu đô la hay là 14%, mặc dù số sản lượng bắt được thấp hơn 6 triệu kg tính tới cuối tháng 11. Giá trị của các vụ đánh bắt cá bơn ở Maritimes được báo cáo là 37 triệu đô la, tăng 15%. Ngành đánh bắt tôm hùm ở Maritime cũng đang trúng hướng cho một năm đáng mừng. Dữ liệu năm 2021 không bao gồm những gì đã đánh bắt được vào tháng 12, đánh dấu thời điểm bận rộn nhất trong nghề đánh bắt tôm hùm ở Tây Nam Nova Scotia, nơi sinh lợi nhiều nhất của Canada. Tôm hùm trong khu vực được định giá là 694 triệu đô la vào cuối tháng 11 năm 2021, chỉ thấp hơn 2 triệu đô la so với năm 2020, bao gồm 11 triệu kg, hay nói cách khác là đã có hơn 24 triệu pound đánh bắt được trong cả năm. Quân đội Canada đã cắt giảm hàng tá binh lính chưa được tiêm chủng và cảnh báo hàng trăm người khác. Lực lượng vũ trang Canada đã đuổi hàng chục thành viên không chịu tiêm phòng, trong khi thủ tục cho nghỉ đã bắt đầu cho hàng trăm người khác. Các bước này đã được đưa ra sau khi tham mưu trưởng của Bộ Quốc phòng là tướng Wayne Eyre ra lệnh cho tất cả quân nhân phải tiêm phòng đầy đủ vào giữa tháng 10 để bảo vệ lực lượng vũ trang khỏi COVID-19. Sau đó thì thời hạn chót đã được kéo dài tới giữa tháng 12. Hầu hết các nhân viên trong quân đội đều tuân thủ mệnh lệnh với Bộ Quốc phòng và báo cáo đã có hơn 98% quân đội Canada đã chọn tiêm phòng, trong khi đó thì có hàng trăm người khác đã không chọn làm như vậy. Và bây giờ thì những người lính đó đang bị buộc phải treo quân phục của họ. Đã có 58 thành viên chính thức của lực lượng vũ trang Canada đã được cho nghỉ không tự nguyện vì từ chối tiêm chủng vào ngày thứ Tư, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng đã cho biết trong một email. Và ông nói thêm có 66 thành viên khác chưa được tiêm chủng của lực lượng chính quy đã tự nguyện rời khỏi lực lượng vũ trang Canada. Tuy nhiên, các trường hợp rời ngũ này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân sự liên tục của quân đội, vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ đại dịch khi các trung tâm tuyển dụng và trường đào tạo buộc phải đóng cửa hoặc là hạn chế hoạt động của họ. Trong khi lực lượng quân đội cho là có khoảng 100.000 quân ở mức đầy đủ, các số liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy chỉ còn khoảng 10.000 thành viên vào cuối tháng 11. 10.000 quân khác được liệt kê là chưa sẵn sàng để nhận nhiệm vụ vì họ chưa được đào tạo, bị bệnh hoặc là bị thương. Điều này xảy ra vào thời điểm mà đại dịch cũng như sự bất ổn quốc tế ngày càng gia tăng, dẫn tới việc lực lượng vũ trang đang được giao một danh sách nhiệm vụ ngày càng dài với các yêu cầu hỗ trợ cả trong lẫn ngoài nước. Giá nhà có thể giảm 20% khi cơn sốt được phỏng đoán là đã qua đi. Cơ quan quản lý ngân hàng của Canada cho biết trên một podcast rằng giá nhà của bất động sản ở Canada sẽ giảm khi lãi suất tăng để giúp chấm dứt cơn sốt được phỏng đoán ở trên thị trường nhà đất. Peter Routledge, người đứng đầu văn phòng giám đốc các tổ chức tài chính, cho biết việc tăng giá nhà kéo dài, các khoản thế chấp sẵn có và các xu hướng mua và chuyển nhà của người Canada đã thúc đẩy người ta mua bán nhà một cách điên cuồng. Tỷ giá cao hơn được thiết lập để làm giảm cơn sốt đó và dẫn tới việc giảm giá. Ông Routledge cho biết, ở một số thị trường nơi bạn có mức giá tăng thực sự nhanh chóng, bạn có thể thấy mức giảm 10-20%. Canada đã nổi lên là một trong những thị trường bất động sản đắt giá nhất thế giới. Trong 12 năm liên tiếp, thị trường nhà ở đã tăng lên mức cao kỷ lục. Khi lo ngại về bong bóng nhà đất ngày càng gia tăng, chính phủ đã áp đặt thêm một lớp bảo vệ, đó là kiểm tra mức độ chịu nợ, stress test, để bảo đảm những người vay mới có đủ thu nhập để xử lý các khoản thanh toán lãi suất cao hơn. Tại Toronto, thành phố lớn nhất của Canada, giá nhà đã tăng 18% vào năm ngoái, đưa mức giá nhà trung bình lên gần 1,1 triệu đô la Canada. Tuy nhiên, ông Routledge chỉ ra rằng sự sụt giảm mạnh của một số thị trường nhà ở nhất định sẽ không có khả năng gây ra mối đe dọa lớn đối với hệ thống tài chính của Canada. Và ông cũng chỉ ra cách mà Vancouver và Toronto là hai thị trường đắt đỏ nhất của đất nước đã vượt qua sự sụt giảm tương tự trong những năm gần đây.
một tỉnh của Canada mà được biết đến nhiều hơn với nguồn tài nguyên dầu, dầu mỏ, hiện đang tìm cách trở thành một điểm đến quốc tế cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Đó là tỉnh bạn Alberta. Tỉnh này đang đặt mình trên con đường lưu trữ tất cả các khía cạnh của thế giới tiền điện tử, bao gồm khai thác token kỹ thuật số, trung tâm dữ liệu và tiếp cận với lực lượng lao động công nghệ cao. Ông Doug Schweizer là bộ trưởng phụ trách việc làm, kinh tế và đổi mới của tỉnh Alberta cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm, đây là một lĩnh vực có sự gián đoạn lớn và chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi có mặt trong thị trường đó. Một số công ty liên quan đến tiền điện tử đã đặt Alberta trở thành trụ sở chính của họ, bao gồm Blockchain Guru, Terraform và Bitcoin Wealth. Ông Schweizer đã giới thiệu về sự phong phú của khí đốt tự nhiên của tỉnh, thị trường điện do khu vực tư nhân thúc đẩy và các khoản tín dụng bù đắp cho môi trường đã định vị tốt cho tỉnh Alberta đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, cường độ cao về năng lượng. Tỉnh Alberta đã và đang tiếp thị trên toàn cầu như một trung tâm thân thiện với công nghệ để đa dạng hóa nền kinh tế của mình và trở nên ít phụ thuộc hơn vào lĩnh vực dầu khí đầy biến động, đặc biệt là khi thế giới chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch. Đa dạng hóa kinh tế đã được phát triển kể từ khi giá dầu sụp đổ năm 2014, nhưng điều đó đã tăng lên trong những năm gần đây. Để giúp thu hút các công ty tiền điện tử, tỉnh đã làm việc để thu hút nhân viên công nghệ. Ông Schweizer nói rằng, đó là một cuộc đua quốc tế về tài năng. Ở tỉnh Alberta cũng giống như tháng trước, chúng tôi đã công bố một luồng nhập cư hoàn toàn mới để thúc đẩy các tài năng công nghệ đến với tỉnh Alberta. Trong khi ông thừa nhận câu chuyện hiện tại về dầu là tích cực do giá dầu thô tăng, nhưng ông cho biết việc xây dựng ngành công nghiệp công nghệ của tỉnh sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của tỉnh trong tương lai. Về vấn đề nhập cư, quyết định của Canada đưa hơn 400.000 người nhập cư vào năm 2021 đã phải trả một giá đắt. Mặc dù quyết định này đã giúp ích cho nhiều người nhập cư, nhưng nó cũng khiến nhiều người khác bị tổn thương. Chính phủ Canada bước vào năm 2021 với một mục tiêu nhập cư đầy tham vọng. Bất chấp tất cả những thách thức do đại dịch gây ra, Canada vẫn muốn tiếp nhận 401.000 người nhập cư mới, tổng số cao nhất kể từ khi Canada trở thành một quốc gia vào năm 1867. Trong một thông cáo báo chí gần đây nêu rõ các bước họ đang thực hiện để cải thiện việc xử lý đơn đăng ký, chính phủ lưu ý rằng Canada trên thực tế đã vượt mục tiêu và đưa khoảng 405.000 người nhập cư vào năm 2021. Di trú Canada IRCC rõ ràng rất tự hào về thành tích này, vì cơ quan này đã phát hành một thông cáo báo chí chúc mừng sự thành công này ngay trước Giáng sinh. Nhưng hệ quả của mục tiêu 401.000 người mới là gì? Mặt khác, IRCC đã công nhận quyết định theo đuổi 401.000 người được cấp thường trú nhân vào năm 2021 đã dẫn đến một số hậu quả tiêu cực. Mục đích của việc tăng mục tiêu nhập cư chủ yếu là để thúc đẩy dân số, lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tiếp tục đoàn tụ gia đình và giúp đỡ những người tị nạn. Do khoảng 60% người nhập cư mới thuộc tầng lớp kinh tế, nên có thể yên tâm khi nói rằng mục tiêu nhập cư chính của Canada là về bản chất kinh tế. Trớ trêu thay, mục tiêu của chính phủ Canada năm ngoái đã phá hoại mục tiêu của chính họ là hỗ trợ nền kinh tế thông qua nhập cư. Chính phủ quyết định tập trung vào việc cấp thường trú nhân cho nhiều người hơn từ bên trong Canada. Trước đại dịch thì khoảng 30% thường trú nhân mới thuộc tầng lớp kinh tế đến từ bên trong Canada, trong khi 70% đến từ nước ngoài. Nhưng năm ngoái thì điều này đã bị đảo ngược. 70% người được cấp thường trú nhân mới ở tầng lớp kinh tế đang sinh sống ở Canada, trong khi 30% đến từ nước ngoài. Hệ quả đầu tiên của quyết định này là dòng người nhập cư mới từ nước ngoài đã giảm, góp phần làm cho dân số, lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế yếu đi. Tăng trưởng dân số của Canada là thấp nhất kể từ năm 1915, năm 1916. Trước đại dịch thì dân số của Canada đã tăng hơn 1% mỗi năm. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước phát triển cao. Khoảng 80% dân số tăng hàng năm là nhờ vào những người nhập cư chuyển đến Canada. Việc giảm tỷ lệ người nhập cư mới thuộc tầng lớp kinh tế đến từ nước ngoài trong năm ngoái cũng đã làm tổn thương thị trường lao động.
lượng khách nước ngoài hạn chế đang góp phần vào tỷ lệ việc làm còn trống cao nhất trong lịch sử Canada, với gần 1 triệu việc làm hiện chưa kiếm được nhân viên. Việc theo đuổi mục tiêu cũng dẫn đến IRCC giảm các tiêu chuẩn lựa chọn. Trước đại dịch thì một ứng cử viên cần phải có điểm CRS là khoảng 470 điểm để mới được mời nộp đơn xin thường trú nhân. Tuy nhiên vào năm ngoái thì IRCC đã đưa điểm số đó xuống mức thấp kỷ lục là 75 điểm. Vì vậy họ có thể nhận được nhiều ứng cử viên ở Canada hơn để tính vào mục tiêu 401.000 người của mình. Nói cách khác thì chính phủ Canada cảm thấy việc đạt được mục tiêu này là quan trọng hơn là sử dụng các tiêu chí mà chính phủ đã đặt ra để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên trong chương trình Express Entry để thành công trong nền kinh tế của chúng ta. Điều này không có nghĩa là những người có điểm số CRS thấp hơn không thể đóng góp cho Canada. Lịch sử cho thấy những người nhập cư thuộc mọi thành phần kinh tế, xã hội đều có những đóng góp tích cực. Vẫn còn phải xem những người có được thường trú nhân thông qua Express Entry với điểm CRS thấp hơn sẽ hoạt động thế nào trên thị trường lao động. Nhưng nghiên cứu của IRCC và Thống kê Canada cho thấy các ứng viên có vốn nhân lực cao hơn sẽ có thu nhập cao hơn và kết quả thị trường lao động tổng thể sẽ tốt hơn. Nếu điều này là đúng, IRCC sẽ từ bỏ cơ hội chọn các ứng viên nhập cư tiềm năng cao hơn để đổi lấy việc phá vỡ kỷ lục tuyển người nhập cư hàng năm của Canada. IRCC cũng thừa nhận, việc tập trung vào mục tiêu đã làm cho các công việc tồn động thậm chí còn tồi tệ hơn. Cơ quan cho biết họ đang tồn động với 1,8 triệu người. Sự tồn động này sẽ tiếp tục làm chậm sự xuất hiện của tầng lớp kinh tế nhập cư từ nước ngoài, tiếp tục đình trệ lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra thì quá trình đoàn tụ gia đình và tái định cư sẽ còn chậm hơn. Bộ trưởng nhập cư ông Sean Fraser đã xuất hiện vào ngày 31 tháng 1 và đã vạch ra các bước đang được thực hiện để đưa thời gian xử lý trở lại tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC. Bác sĩ hàng đầu của tỉnh Ontario cho biết hệ thống chứng chỉ vaccine COVID-19 của tỉnh sẽ sớm được đánh giá lại. Tỉnh Ontario sẽ cần đánh giá lại giá trị của hệ thống chứng chỉ vaccine trong những tuần và tháng tới. Theo bác sĩ hàng đầu của tỉnh cho biết vào hôm thứ Năm, khi ông nói về việc học cách sống chung với COVID-19. Tiến sĩ Karen Moore cho biết khẩu trang sẽ là biện pháp sức khỏe cộng đồng cuối cùng được dỡ bỏ vì nó cung cấp một sự bảo vệ tốt khỏi virus. Nhưng với biến thể Omicron rất dễ lây nhiễm và khó kiểm soát, và giờ đây đã có vaccine an toàn và hiệu quả cũng như các phương pháp điều trị kháng virus để ngăn ngừa việc nhập viện ở những người có nguy cơ cao, sẽ sớm có quyết định những hạn chế nào sẽ được giữ lại, ông Moore nói. Tỉnh Ontario đã báo cáo có 2.797 người nhập viện tính đến thứ Năm với COVID-19 và có 541 người đang được chăm sóc đặc biệt trong ICU. Tỉnh không báo cáo dữ liệu về các ca nhiễm virus và sự bùng phát ở các trường học, nhưng 7 trường học đã được báo cáo đóng cửa vì lý do có bùng phát COVID-19. Và 261 trường học báo cáo tỷ lệ học sinh và nhân viên vắng mặt là từ 30% trở lên. 52% các nhà chăm sóc dài hạn hiện đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19. Alberta phải bắt đầu hướng tới cách tiếp cận quản lý COVID-19 như một bệnh địa phương. Tiến sĩ Dina Hinson là giám đốc y tế của Alberta cho biết hôm thứ Năm, Alberta phải chuẩn bị áp dụng một cách tiếp cận quản lý COVID-19 như là một bệnh địa phương. Hinson nói rằng thay đổi cách tiếp cận sẽ mất nhiều thời gian. Và bà nói thêm, chúng tôi cần tiếp tục theo dõi các hoạt động nghiêm trọng và bất kỳ thay đổi nào đối với virus, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục sử dụng các hạn chế trong dài hạn một khi nguy cơ áp đảo hệ thống y tế đã qua. Nhưng cách tiếp cận mới này không có nghĩa là COVID-19 sẽ biến mất. Bà Hinson nhấn mạnh, số bệnh nhân nhập viện với căn bệnh này đã giảm lần đầu tiên trong nhiều ngày với 1.584 bệnh nhân được báo cáo vào ngày thứ Năm, giảm nhẹ so với ngày thứ Tư, có 112 người đang ở ICU. Tiến sĩ Hinson cũng thông báo rằng tỉnh sẽ rút ngắn thời gian cách ly khuyến nghị đối với những người tiếp xúc với người dương tính COVID-19 trong hộ gia đình mà chưa được tiêm chủng và không có triệu chứng. Việc cách ly sẽ giảm xuống còn 10 ngày kể từ ngày 14.
Tiến sĩ Hinson cho biết, động thái này phù hợp với dữ liệu cho thấy thời gian ủ bệnh của Omicron ngắn hơn so với các biến thể trước đó. Cập nhật tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 3 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 14.208 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay lên đến 3.095.797. Có thêm 33.514 ca được báo cáo là đã hồi phục. Hiện đang có 178.798 ca còn bệnh và có thêm 169 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 33.373 tính tới nay. Cho đến nay đã có hơn 78,5 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,3 triệu người hay là hơn 84,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 79,1% dân số đã tiêm hai liều. Đã có hơn 41,3% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi bổ sung. Hơn 89% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 83,2% đã tiêm hai liều. Đã có trên 15,8 triệu mũi tiêm thứ 3 đã được tiêm. Tỉnh bang Ontario đã báo cáo có 4.098 ca bệnh mới và 75 ca tử vong. Tỉnh Quebec, các quan chức y tế của tỉnh đã báo cáo có 3.592 ca bệnh mới và 42 trường hợp tử vong mới. Saskatchewan, các quan chức y tế cũng đã công bố là có 837 trường hợp mắc bệnh mới và 4 ca tử vong trong 24 giờ qua. Manitoba có 362 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. Nova Scotia đã ghi nhận có 401 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 3.647 ca. Tại New Brunswick đã có báo cáo là có 114 ca nhiễm mới và 4 trường hợp tử vong. PEI có 186 ca bệnh mới và nâng tổng số ca lên 2.662. Tỉnh BC báo cáo có 1.518 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Tỉnh Alberta báo cáo có 2.370 ca bệnh mới và 15 ca tử vong. Newfoundland và Labrador có 198 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. NWT có 142 ca bệnh mới với 2 ca tử vong. Yukon có 22 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Nunavut có 71 ca bệnh mới được báo cáo. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sẽ diễn ra vào sớm thứ Sáu. Các vận động viên Canada đang tiếp tục tranh tài ở một số bộ môn vòng sơ bộ, trong đó có bộ môn curling. Đối với người hâm mộ Canada, các sự kiện sẽ bắt đầu vào tối thứ Năm và tiếp tục qua đêm đến sáng thứ Sáu. Lễ khai mạc sau đó sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối giờ địa phương, tức là 7 giờ sáng theo giờ miền Đông, tức là theo giờ Toronto ở đây. Bạn có thể xem bộ môn curling vào 7 giờ 35 tối giờ miền Đông. Trượt băng nghệ thuật là 8 giờ 55 tối. Lễ khai mạc dự kiến sẽ bắt đầu tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh, còn được gọi là tổ chim, lúc 7 giờ sáng thứ Sáu theo giờ miền Đông, tức là giờ Toronto. Đội trưởng đội khúc cung cầu nữ là Mary Philippolin và ngôi sao trượt băng tốc độ cự ly ngắn là Charles Hamelin được mệnh danh là những người cầm cờ của Canada cho sự kiện này. Là người ba lần giành huy chương, Pauline đã ghi bàn thắng quyết định ở cả Thế vận hội năm 2010 và 2014. Cô đã giúp Canada giành giải bạc tại Thế vận hội 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Còn Hamelin, 37 tuổi, đến từ Saint-Julie ở Quebec, là người đã giành được 5 huy chương Olympic, trong đó có 3 huy chương vàng, giúp anh trở thành người đạt được nhiều huy chương Olympic mùa đông nhất Canada. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong được quý vị bấm nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số diễn biến trên thế giới đáng chú ý như sau. Một nhà khoa học cấp cao cho biết, thế giới đang đối mặt với sự chuyển đổi COVID-19 gập ghềnh và khó khăn. Hoa Kỳ cảnh báo các công ty Trung Quốc không nên giúp Nga chống lại sự trừng phạt tiềm tàng liên quan Ukraine. Trong căng thẳng Ukraine, Trung Quốc muốn gì từ cuộc khủng hoảng giữa Kiev và Moscow? Moscow thì nói rằng Mỹ đang châm ngòi cho căng thẳng Ukraine. Cơ quan NATO chỉ điểm Nga đang tập trận.
Tesla thu hồi hơn 800.000 xe vì sự cố chuông dây an toàn. Các nhà thiên văn đã tìm thấy một tiểu hành tinh mới chia sẻ quỹ đạo trái đất. Sau đây là bản tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Một nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Năm, biến thể phụ BA2 của Omicron đã được tìm thấy ở 5 quốc gia châu Phi. Và đồng thời cho biết thêm rằng bà lo ngại về sự phát triển này vì các mẫu BA2 có thể không được phát hiện như một dạng Omicron. Biến thể phụ BA.2 đã bắt đầu thay thế biến thể BA.1 nguyên bản phổ biến hơn của Omicron ở các quốc gia như là Đan Mạch. Dữ liệu từ đó cho thấy không có sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng của bệnh theo một quan chức khác của WHO. Các nhà khoa học Đan Mạch cho biết hôm thứ Năm, số người Đan Mạch trưởng thành bị nhiễm COVID-19 có thể gấp đôi con số thống kê chính thức sau khi công bố dữ liệu cho thấy 1/3 dân số trưởng thành đã bị nhiễm bệnh trong 3 tháng qua. Bằng cách sàng lọc những người hiến máu để tìm số lượng kháng thể nhất định, các nhà khoa học Đan Mạch cho biết họ đã tiến gần hơn đến việc xác định có bao nhiêu người thực sự bị nhiễm bệnh sau sự xuất hiện của biến thể Omicron dễ lây lan hơn. Thụy Điển sẽ dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch vào tuần tới bất chấp mức độ nhiễm trùng kỷ lục vì nước này đang dự trữ các mũi tiêm phòng tăng cường và tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao trong quá khứ sẽ giữ cho tỷ lệ nhập viện có thể kiểm soát được. Hiện tại thì khách hạn chế tại Thụy Điển bao gồm các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa sớm và giới hạn 500 người tại các địa điểm nội thất lớn đã được gia hạn vào tháng trước cho tới ngày 9 tháng 2. Vương quốc Anh đã phê duyệt vaccine COVID của Novavax để sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Cơ quan quản lý dược phẩm của nước này cho biết hôm thứ Năm, sự chấp thuận của Anh đối với Novavax diễn ra vài ngày sau khi nhà sản xuất thuốc đã nộp đơn xin phép của Hoa Kỳ về vaccine sau nhiều tháng vật lộn với các vấn đề phát triển và sản xuất và sau sự hậu thuẫn của Đức trước đó. Cộng hòa Séc sẽ ngừng yêu cầu thẻ COVID để vào nhà hàng và các địa điểm dịch vụ hoặc là giải trí khác bắt đầu từ tuần tới, mở cửa cho những người chưa được tiêm phòng. Thủ tướng Peter Fiala cho biết đất nước 10,7 triệu dân, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề về các đợt dịch trước đây, đang chứng kiến mức tăng kỷ lục về số ca bệnh. Tuy nhiên, các quan chức kỳ vọng tình trạng lây nhiễm sẽ thuyên giảm trong tháng này. New Zealand hôm thứ Năm tuyên bố mở cửa trở lại theo từng giai đoạn biên giới đã bị đóng cửa phần lớn trong 2 năm. Nhưng các tổ chức du lịch cho biết các quy tắc tự cách ly cần phải được gỡ bỏ để hồi sinh ngành du lịch đang gặp phải khó khăn. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết những người New Zealand đã được tiêm phòng ở Úc có thể về nhà vào ngày 27 tháng 2 mà không cần phải ở lại các cơ sở kiểm dịch do nhà nước quản lý, trong khi công dân New Zealand ở các nước còn lại trên thế giới có thể làm như vậy 2 tuần sau đó. Theo kế hoạch, khách du lịch từ Úc và các quốc gia miễn thị thực khác sẽ chỉ được đến vào tháng 7 và vào tháng 10 đối với khách du lịch từ phần còn lại của thế giới. Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Y tế Bắc Kinh 2022 cho biết hôm 2 tháng 2 đã phát hiện tổng cộng 55 ca nhiễm COVID mới trong số các nhân viên liên quan tới Thế vận hội Olympic vào ngày 2 tháng 2 và đây là con số hàng ngày cao nhất cho đến nay. Ông Brian McCluskey phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc tế một ngày trước khi Thế vận hội chính thức khai mạc đã tìm thấy 29 trường hợp trong số những người mới tới sân bay. Có 26 trường hợp nằm trong số người trong bong bóng phòng kín ngăn cách tất cả nhân viên sự kiện với công chúng. Một nhà khoa học cho biết thế giới đang đối mặt với sự chuyển đổi COVID gập ghềnh khó khăn. Căng thẳng trong xã hội trên khắp thế giới và tình hình COVID hiện tại sẽ rất khó giải quyết, một trong những nhân vật khoa học cấp cao của Anh đã cảnh báo. Ngài Jeremy Farrar, giám đốc của Wellcome Trust, người đã từ chức cố vấn khoa học của chính phủ vào tháng 11 năm ngoái, cảnh báo ý tưởng thoát khỏi đại dịch một cách đơn giản là không thực tế. Ngài đã đưa ra vấn đề là trong khi một số người có thể tranh luận rằng đại dịch bây giờ là trong quá khứ, và tình hình giữa đại dịch đã được phóng đại, những người khác tin rằng còn lâu mới kết thúc.
trong khi Jeremy Farrar cho biết kịch bản có khả năng xảy ra nhất là có sự chuyển đổi Omicron trở thành loài đặc hữu vì biến thể này ít nghiêm trọng hơn những biến thể khác, nhưng nó không phải là khả năng duy nhất. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình COVID toàn cầu và đồng thời cảnh báo rằng đại dịch đã trở nên tồi tệ hơn bởi một thất bại thảm hại của chính sách ngoại giao toàn cầu. Địa chính trị đang diễn ra ở phía Đông, Tây, nhưng ngày càng có thể hiểu được là Bắc, Nam. Bởi vì sự bất bình đẳng về vaccine sẽ dẫn tới những năm thực sự đáng lo ngại và sẽ có sự phân chia vượt ra ngoài các đại dịch đối với khả năng của chúng ta để cùng nhau giải quyết các vấn đề bất bình đẳng, vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề kháng thuốc, vấn đề di cư và xung đột, ngài Jeremy Farrar chia sẻ. Và ông cho biết tình hình có thể là nguồn gốc của COVID-19 không bao giờ được phát hiện. Virus có nguồn gốc ở đâu, khi nào và như thế nào vẫn là một trong những bí ẩn trung tâm của COVID-19. Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã chỉ trích Trung Quốc vì đã trì hoãn việc chia sẻ thông tin khi virus này xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 2019. Vào tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Bắc Kinh vẫn chưa tiết lộ một số dữ liệu ban đầu có thể giúp xác định nguồn gốc và kêu gọi tiến hành giai đoạn 2 của cuộc điều tra về vấn đề này. Hôm thứ Năm, Farrar đã nhắc lại lập trường của mình rằng phần lớn các bằng chứng đều hướng tới nguồn gốc tự nhiên, mặc dù ông cho biết vẫn không thể loại trừ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Nếu không có sự hợp tác quốc tế, thì việc tìm ra nhiều thứ hơn có thể là không thể. Cùng với việc xác định loại virus động vật nào khác có thể gây ra nguy hiểm cho nhân loại. Hoa Kỳ đã cảnh báo các công ty Trung Quốc vào hôm thứ Năm rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tìm cách trốn tránh bất kỳ biện pháp kiểm soát xuất khẩu nào áp đặt lên Moscow trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Ned Price đưa ra nhận xét sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Nga đã phối hợp lập trường của họ về Ukraine trong cuộc họp giữa các ngoại trưởng của họ ở Bắc Kinh vào thứ Năm. Các nước phương Tây cho rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào của Nga và Ukraine sẽ mang lại các lệnh trừng phạt đối với Moscow, và Washington cho biết họ đã chuẩn bị để áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính cũng như các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Quan chức an ninh quốc gia Nhà Trắng là Peter Harrell hôm thứ Tư cho biết Washington đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với các đồng minh ở châu Á, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Price nói rằng Nga nên biết rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh sẽ không thể bù đắp cho những hậu quả gây ra khi phản ứng với một cuộc xâm lược. Nếu Nga nghĩ rằng họ sẽ ở trong một vị trí để giảm thiểu một số hậu quả đó bằng một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc, thì không phải là như vậy. Điều này thực sự sẽ làm cho nền kinh tế Nga theo nhiều cách trở nên tồi tệ hơn. Ông Price nói, nếu bạn từ chối giao dịch với phương Tây, nhập khẩu với phương Tây, từ châu Âu, từ Hoa Kỳ, bạn sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất và tiềm năng đổi mới của mình. Ông Price nói thêm rằng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có một cuộc thảo luận mở rộng về tác động tiềm tàng của hành động của Nga chống lại Ukraine vào tuần trước. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp vào thứ Sáu theo yêu cầu của Hoa Kỳ và Anh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào cuối tuần trước. Hoa Kỳ đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế nhiều hơn đối với Triều Tiên do liên tiếp các vụ thử tên lửa gần đây. Nhưng vào tháng trước, Trung Quốc và Nga đã trì hoãn nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với 5 người Triều Tiên có liên quan đến các chương trình vũ khí của nước họ. Ngoại trưởng Lavrov của Nga đang ở Bắc Kinh cùng với Tổng thống Vladimir Putin, người sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu, trước khi tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Trước căng thẳng Ukraine, Trung Quốc muốn gì từ cuộc khủng hoảng giữa Kiev và Moscow? Theo BBC News, vào lúc cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Nga ngày càng lớn hơn quanh chuyện Ukraine, một nhân tố chính trên trường quốc tế cũng lên tiếng mạnh mẽ là Trung Quốc. Trong những ngày gần đây, Bắc Kinh kêu gọi cả hai bên bình tĩnh và chấm dứt đòn tâm lý chiến tranh lạnh, đồng thời nói rõ rằng họ ủng hộ những quan ngại của Moscow. Rõ ràng là Trung Quốc sẽ đứng về phía Nga
đồng minh lâu năm cũng là đồng chí cũ trong khối cộng sản. Nhưng làm thế nào và vì sao vấn đề này lại đang đi sâu hơn, xa hơn so với lịch sử trước đây? Tuần trước thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi những lo ngại về an ninh của Nga là chính đáng và nói những lo ngại đó cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc. Hôm thứ Hai thì Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc là Trương Quân đã đi xa hơn và nói thẳng thừng rằng Trung Quốc không đồng ý với các tuyên bố của Hoa Kỳ, theo đó cho rằng Nga đang đe dọa hòa bình quốc tế. Ông Trương cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông ví hành động này là ngoại giao qua loa, đều sẽ không có lợi cho các cuộc đàm phán. Xảy ra đúng vào thời điểm tâm lý bài phương Tây đang bùng lên ở Trung Quốc, cuộc khủng hoảng Ukraine được coi như một ví dụ nữa về những thất bại của phương Tây. Theo quan điểm của Trung Quốc, chính NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo mới là kẻ bắt nạt khi từ chối tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia khác như là Nga và Trung Quốc trong việc bảo vệ lãnh thổ của họ. Tờ báo Hoàn Cầu Thời báo nói đây là mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hơn bao giờ hết giữa Trung Quốc và Nga, là lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ trật tự thế giới. Trong khi một tường thuật của Tân Hoa Xã nói rằng Hoa Kỳ đang cố chuyển hướng sự chú ý trong nước và làm hồi sinh tầm ảnh hưởng của mình đối với châu Âu. Giám đốc chính sách của Viện Brookings là Jessica Brandt lưu ý rằng một số lời khoa trương này đã được tung ra bằng nhiều ngôn ngữ trên Twitter vốn bị cấm ở Trung Quốc, trong nỗ lực nhằm định hình cách mà cả thế giới nhìn vào Hoa Kỳ và NATO. Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là làm suy yếu quyền lực mềm của Hoa Kỳ, làm hoang ố uy tín và sức hấp dẫn của các thể chế tự do, cũng như làm mất uy tín của truyền thông cởi mở, bà nói với BBC. Và nói thêm rằng đây là một ví dụ về cách Bắc Kinh thường xuyên khuếch đại các luận điểm của Điện Kremlin về Ukraine khi chúng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng Trung Quốc và Nga ngày nay đã gần gũi, có lẽ gần hơn bao giờ hết. Cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014 ở Ukraine được coi là đẩy Nga tiến gần hơn vào vòng tay Trung Quốc, là quốc gia đã đề nghị hỗ trợ kinh tế và ngoại giao cho Moscow trong bối cảnh quốc tế bị cô lập. Kể từ đó thì mối quan hệ giữa hai nước này ngày càng tốt lên. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong nhiều năm, với thương mại song phương đạt mức cao mới là 147 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Hai nước này cũng đã ký một lộ trình quan hệ quân sự chặt chẽ hơn hồi năm ngoái, trong khi đẩy mạnh các cuộc tập trận chung. Điều quan trọng là cả hai nước này hiện đều có mối quan hệ đặc biệt căng thẳng với phương Tây. Bắc Kinh và Moscow nhận thấy họ có lợi ích chung trong việc đẩy lùi Hoa Kỳ và châu Âu, và trong việc giành được về cho mình vai trò lớn hơn trong chính trị quốc tế. Theo ông Chris Miller, là phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Đại học Tufts, cho biết, trong trường hợp xảy ra tình trạng xung đột leo thang dẫn đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, các chuyên gia tin rằng Trung Quốc có khả năng sẽ viện trợ kinh tế cho Nga giống như trước đây. Điều này có thể gồm cả việc cung cấp các hệ thống thanh toán thay thế, cấp khoản vay cho các ngân hàng và công ty Nga, mua thêm dầu lửa từ Nga, hoặc thậm chí từ chối hoàn toàn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ phải trả một cái giá tài chính đáng kể đối với Trung Quốc, và đó là một lý do khiến các chuyên gia tin rằng hiện tại, việc lên tiếng ủng hộ đường lối của Moscow là mức xa nhất mà Bắc Kinh sẽ làm. Ủng hộ Nga chỉ bằng những lời lẽ hùng hồn, suôn sẻ, ít gây tốn phí cho Bắc Kinh, theo tiến sĩ Miller nói. Còn Bonnie Glasser là giám đốc chương trình châu Á tại quỹ Marshall của Đức, chỉ ra rằng Trung Quốc đang tìm cách ổn định quan hệ với Hoa Kỳ ngay bây giờ. Bà nói, nếu Bắc Kinh hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Moscow thì điều đó có thể gây thêm căng thẳng với Mỹ. Hơn nữa, việc hậu thuẫn nhiều hơn nữa cho Nga có thể gây phản cảm đối với khối châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, và điều đó có thể gây ra phản ứng phản tác dụng từ châu Âu. Nhiều người đang đặt câu hỏi liệu Mỹ có can thiệp quân sự hay không nếu Nga xâm lược Ukraine, và liệu họ có làm như vậy không nếu một ngày nào đó Trung Quốc cố gắng chiếm lại Đài Loan, hòn đảo coi mình là một quốc gia độc lập và coi Mỹ là đồng minh lớn nhất. Câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có gây chiến với Trung Quốc vì Đài Loan hay không là một mối quan ngại chính đáng ở châu Á,
khi mà sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nóng lên và khi Đài Loan báo cáo ngày càng xảy ra nhiều hơn các vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không mà Đài Loan tự tuyên bố. Hoa Kỳ đã cố tình không nói rõ về việc họ thực sự sẽ làm gì trong những trường hợp xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Moscow cho rằng Mỹ đã châm ngòi cho sự căng thẳng ở Ukraine và NATO chỉ điểm Nga tập trận. Nga đã đưa ra một số lựa chọn là cái cớ để xâm lược Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng một đoạn video tuyên truyền cho thấy một cuộc tấn công được dàn dựng. Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm khi Điện Kremlin lên án việc triển khai quân của Mỹ trong khu vực. Hôm thứ Năm, Nga đã cáo buộc Hoa Kỳ làm tăng căng thẳng và phớt lờ lời kêu gọi của Moscow nhằm làm giảm bớt tình thế đối đầu với Ukraine, một ngày sau khi Washington tuyên bố sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan và Romania. Trong khi đó, thì NATO cho biết Nga đã tăng cường triển khai tới nước láng giềng ở phía bắc của Ukraine là Belarus trong những ngày gần đây và dự kiến sẽ có thêm 30.000 quân ở đó để tham gia các cuộc tập trận chung mà Nhà Trắng gọi là giảm leo thang. Nga đã điều hơn 100.000 quân tới biên giới Ukraine và các nước phương Tây nói rằng họ lo ngại Moscow sẽ có thể lên một kế hoạch xâm lược vào Ukraine. Nga phủ nhận điều này nhưng cho biết họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định trừ khi các yêu cầu an ninh của họ được đáp ứng. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tố cáo việc triển khai quân đội của Hoa Kỳ trong một cuộc gọi hội nghị với phóng viên vào hôm thứ Năm. Ông nói, chúng tôi đã liên tục kêu gọi các đối tác của Mỹ hãy ngưng làm trầm trọng thêm căng thẳng ở lục địa châu Âu, nhưng thật không may phía Mỹ đã không làm như vậy. Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã có một đợt điều động đáng kể lực lượng quân sự Nga vào Belarus trong những ngày gần đây. Đây là đợt triển khai lớn nhất của Nga ở đó kể từ khi chiến tranh lạnh. Ông nói và cho biết thêm rằng đợt triển khai dự kiến bao gồm 30.000 lính chiến đấu, lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz và máy bay chiến đấu Su-35, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa Iskander có khả năng hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đến Belarus hôm thứ Năm để thị sát quân đội Nga và Belarus và dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố hình ảnh từ cuộc tập trận cho thấy quân đội nhảy dù xuống đất, máy bay chiến đấu trên bầu trời, binh sĩ xuống từ trực thăng cầm vũ khí và xe tăng khai hỏa và cơ động. Belarus có 9,5 triệu dân, có chung biên giới phía Tây với các thành viên NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia, trong khi Ukraine nằm ở phía Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết phương Tây đã bỏ qua các mối quan tâm chính của Nga và đã cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng lôi kéo nước này tham chiến, nhưng ông nói rằng Moscow vẫn quan tâm tới đối thoại. Lầu Năm Góc cho biết mục đích của việc tiếp viện quân đội của Mỹ là gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới ông Putin. Sự ủng hộ dành cho Nga là từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bộ trưởng ngoại giao của hai nước đã phối hợp vị trí của họ trong cuộc họp ở Bắc Kinh hôm thứ Năm. Tesla thu hồi hơn 800.000 xe vì sự cố chuông dây an toàn. Tesla đang thu hồi hơn 817.000 chiếc xe ở Mỹ vì chuông nhắc nhở thắt dây an toàn có thể không phát ra khi xe khởi động và người lái vẫn chưa thắt dây an toàn. Theo tài liệu của các cơ quan quản lý an toàn thì việc triệu hồi bao gồm các mẫu sedan Model S năm 2021 và 2022 và SUV Model X. Sedan Model 3 từ năm 2017 cho tới năm 2022 và SUV từ 2020 tới 2022 Model Y. Luật an toàn xe hơi cơ giới của liên bang yêu cầu chuông phải phát ra khi xe khởi động và âm thanh dừng lại khi dây an toàn đã được thắt. Các tài liệu thu hồi của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia đăng tải cho biết vấn đề chỉ xảy ra nếu người lái xe rời khỏi xe trong chu kỳ lái trước đó trong khi chuông kêu. Tesla đã khắc phục sự cố bằng cách gửi bản cập nhật phần mềm qua mạng vào đầu tháng này.
Cơ quan an toàn cho biết nếu không có chuông báo thì người lái xe có thể không biết dây an toàn của họ đang được thắt, làm tăng nguy cơ bị thương khi va chạm. Các nhà thiên văn tìm thấy tiểu hành tinh mới chia sẻ quỹ đạo trái đất. Các nhà thiên văn học đã tìm thấy một tiểu hành tinh mới và đặt tên nó là Trojan, nằm trong quỹ đạo của trái đất. Theo tờ New York Times, tiểu hành tinh được gọi là 2020XL5 là tiểu hành tinh thứ hai thuộc loại này và các nhà khoa học từng quan sát và đã không đi theo quỹ đạo của hành tinh trong thời gian dài, có thể chỉ trong vài trăm năm. Các nhà nghiên cứu cho biết trên tạp chí Nature Communication, 2020XL5 rất có thể sẽ trong quỹ đạo hiện tại của nó trong 4.000 năm tới, trước khi hành tinh này tiến xa hơn vào hệ mặt trời. Mặc dù 2020XL5 có kích thước nhỏ, nhưng nó vẫn là tiểu hành tinh Trojan lớn nhất từng được các nhà thiên văn học phát hiện với đường kính 0,7 km. Các tiểu hành tinh Trojan đã được tìm thấy trong xung quanh các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta, xung quanh sao Kim, sao Thiên Vương, sao Hỏa, sao Hải Vương, và việc phát hiện ra XL5 năm 2020 khiến cho các nhà khoa học tin rằng còn nhiều các tiểu hành tinh hơn nữa. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu là Tenny Centenaro, là một nhà nghiên cứu tại Đại học Alicante và Viện Khoa học Vũ trụ tại Đại học Barcelona, đã chia sẻ thông tin với Space.com. Các nhà khoa học mong muốn tìm hiểu thêm về những vật thể không gian nhỏ này vì chúng có khả năng tiết lộ nhiều hơn về lịch sử của hệ mặt trời của chúng ta. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, một Canada bằng 0,7887 đô la Mỹ và bằng 0,6912 đồng euro. Một Canada bằng 17.775 đồng Việt Nam, còn một đô la Mỹ bằng 22.536 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI đã tăng lên trên 90 đô la mỗi một thùng, đang ở mức 90,90 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô Brent là 91,59 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.806,70 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.